Giống như chị MC chia sẻ, mình cũng mới lên kệ có tầm khoảng hơn một tháng nay thôi. Tuy nhiên mình cũng cơ bản, mình cũng được sự ủng hộ cũng tương đối là nhiều anh chị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Ba Miu cũng có một số cái ưu điểm cơ bản để giúp cho các anh chị có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Và hôm nay thì xin phép đại diện nhãn hàng trong năm em thì mình không có nhiều thời gian, đặc biệt là mình sẽ có đến hai nhà cung cấp lượng. Nên mình sẽ nói ngắn gọn về cái phần sản phẩm và sau đó thì mình sẽ nói về phần hỗ trợ trong 90 ngày. Chắc chắn trong 90 ngày này chúng ta cùng nhau chúng ta quyết tâm cho cái mục đích là sẽ thành công đúng cách gì. Và chính như vậy mình mới tham gia năm em. Nên Thùy sẽ không làm các chị mất thời gian nhiều. Thì sẽ thông mà thì sẽ nói về cái sản phẩm. Nếu mà các chị có thắc mắc thêm thì chúng ta sẽ gặp nhau. Chúng ta sẽ gặp nhau vào Zoom của nhóm tư vấn các anh chị ha. Thì rất là mong trong 20 phút thì mình có thể nói đầy đủ và các anh chị cũng có một cái giải pháp tốt cho việc đi kinh doanh. Thì xin phép cho Thùy đỡ chia sẻ về cái sản phẩm luôn nha mọi người ơi. Chưa thể giải pháp luôn ạ. Thì các anh chị có thấy rõ màn hình của em không ạ? Nếu rõ các anh chị có thể comment chữ rõ giúp em được không ạ? Để em xem này. Dạ rõ. Em cảm ơn các anh chị. Thì trong 90 ngày này, Ba Miu đang có một cái chương trình cũng rất là hấp dẫn, đó là du lịch cùng đồng đội. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Đà Lạt. Tuy nhiên cái chương trình này nó như thế nào và nó hấp dẫn như thế nào thì tí xíu nữa nó sẽ ở cuối cho anh chị sẽ nghe. Và chúng ta sẽ có một cái giải pháp hồi nãy chị em sẽ thông báo với anh chị thì em cũng sẽ nói sơ qua. Còn về Ba Miu thì tuy là mình mới trích rất video đây thôi nhưng mình cũng đã có một cái độ phủ tương đối các anh chị. Vì với Ba Miu á, không phải là mình chỉ định hình mình là một cái nhãn dinh dưỡng không, mình có đa cái kênh. Một trong những cái kênh đó mình xác định mình rất phù hợp với kênh tư vấn đó là gì? Vì mình Ba Miu thì có hai kênh chính để triển khai. Anh chị cứ yên tâm khi triển khai lên hàng Ba Miu mình chỉ có hai kênh chính thôi. Một là mình triển khai kênh bệnh viện, các anh chị, kênh y tế. Hai là mình triển khai kênh Robby. Tại vì sao ạ? Vì cái đặc thù sản phẩm của bên kênh Robby mình là gì các anh chị? Thương mại điện tử tư vấn đúng không ạ? Mình đòi hỏi phải có những cái ưu điểm khi đặc biệt cho sản phẩm. Nếu như sản phẩm không đặc biệt, không có những tiêu chuẩn thì chắc chắn là mình sẽ không lên cả Robby được. Thì nó phù hợp với tiêu chuẩn ở bên hệ thống bệnh viện của tụi thầy luôn. Là mình đồng hành, chính vì vậy các anh chị sẽ thấy độ phủ của Ba Miu nhiều hơn rất nhiều. Các anh chị sẽ thấy đa dạng hơn. Các anh chị thấy mà vừa mới lên kệ thôi nhưng mà ở ngoài Ba Miu đã bán được ở bệnh viện Vị Thanh Hậu Giang rồi nè các anh chị. Sinh hoạt hội đồng bệnh nhân này. Mình bán được hệ thống nhà thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh trước cổng các bệnh viện lớn, dù đại học y dược Chợ Rẫy rồi luôn. Và mình bán sinh hoạt ở hội người cao tuổi này, mình bán được ở rất là nhiều phòng mạch bác sĩ rồi. Thì có bao nhiêu anh chị mình nghĩ là một cái sản phẩm đặc biệt, feedback tốt và được feedback từ nhiều bệnh viện lớn thì các anh chị sẽ tự tin hơn à? Có các anh chị có tự tin, các anh chị comment giúp em chữ tự tin đi ạ. À? Bên cạnh cái việc là mình có hồ sơ pháp lý, công nghệ cũng như ưu điểm à, thì các anh chị có cần thêm các feedback để tự tin chia sẻ để chốt đơn không ạ? À? Có mọi người, có mọi người có thể comment giúp em ạ. À? Mình triển khai nhiều các anh chị. Về mặt sản phẩm thì mình luôn luôn đáp ứng, mình luôn luôn phấn đấu và đáp ứng theo tiêu chí điểm 10 của Rugby. Điểm 10 của Rugby thì mình sẽ phấn đấu về mặt hồ sơ pháp lý công ty. Thì Ba Ba Miu được hình thành ở với cái định hướng của các y bác sĩ. Và mình có cái công thức đặc biệt và mình toàn bộ nguyên liệu của mình là được chọn lọc nha các anh chị, chọn lọc ở các quốc gia và mình được sản xuất ở Việt Nam để đảm bảo cái giá thành nó hợp lý nhất. Thì với cái này các anh chị nào mà mình đi triển khai á, các cái kênh á, mình rất là tự tin chắc chắn luôn vì Ba Miu là một trong những sản phẩm mà có cái hồ sơ pháp lý rất là dày, dày đến hơn 200 trang các anh chị, có rất là nhiều nghiên cứu lâm sàng luôn. Thì về cái thành phần các anh chị thì mình sẽ chú trọng, hiện giờ Ba Miu đang có cái tệp khách hàng người lớn thì mình có hai dòng sản phẩm, thì nói chậm các anh chị có thể comment lên khung chat giúp em nha. Mình có hai dòng sản phẩm để các anh chị mình nhớ luôn, hình như team của mình là lần đầu tiên nghe Thùy chia sẻ về nhãn hàng này. Các anh chị có thể comment lên khung chat giúp em là mình đang có hai dòng sản phẩm, một là ba ba mil diasur chứa tổ yến dành cho người tiểu đường, đái tháo đường và người tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ ạ. Để thì nói rõ nha các anh chị, mình cái dòng đầu tiên là ba ba mil diasur thì cái tệp của mình á là tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ. Các anh chị có thể comment lên khung chat với Thùy để các anh chị nhớ được không ạ? Mình là tiền đái tháo đường với đái tháo đường thai kỳ ạ. Nhiều khi mình sẽ không nhớ được tệp với các anh chị, tí xíu nữa mình ra mình thấy sản phẩm hay quá rồi nhưng mình lại quên mất nó ở đó là tư vấn cho ai các anh chị.
Thì đối với tẹp này các anh chị, đây là một trong những cái tẹp rất 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 là rộng luôn, cực kỳ rộng các anh chị. Thứ hai là mình có một cái tẹp về canxi và hồi phục. Thì với cái tẹp này tại sao mà Thùy nói rộng các anh chị? Đầu tiên là mình sẽ xem xét về mặt thị trường. Thị trường các anh chị, đầu tiên là các anh chị biết không, người Việt Nam mình bây giờ có hơn 100 triệu dân số rồi. Thì ở ngoài kia ít nhất là hơn 5 triệu người là đái tháo đường có biến chứng, chưa nói về tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ các anh chị, tức là mình sử dụng được cho đối tượng mang thai luôn. Và mình có rất là nhiều ưu điểm. Thì bao nhiêu anh chị mình ở nhà mình, khách hàng của mình đang bị đái tháo đường mà chưa chọn được lựa giải pháp được ở các anh chị? Có không anh chị? Có, các anh chị có thể nhẩm giùm em thôi, xem xung quanh anh chị là bao nhiêu anh chị đang có người thân hoặc là khách hàng ạ. Anh chị có thể là 1, 2 hay 3 hay 4 không ạ? Các anh chị có thể comment giúp em được không ạ? Thì em sẽ nói các anh chị cái cách để mình tư vấn nó dễ hơn à. Bao nhiêu anh chị ha? Nhiều đúng không ạ? Rất nhiều đúng không anh chị? Nhiều khi ở ngoài kia cái tỷ lệ này cực kỳ cao. Nhiều khi ở nhà mình bố mẹ mình cũng đang bị nữa các anh chị. Thì với 3 mil mình chốt qua cái cơ bản là các anh chị về ưu điểm. Thì các anh chị cứ nhớ Thùy là 3 mil là một cái sữa non 24 giờ nha. Thì các anh chị biết là trong cái mùa này người đái tháo đường là một cái người sức khỏe cực kỳ, họ quan trọng đến về các kháng thể. Thì cái của mình là sữa non 24 giờ. Và mình có thêm một cái ưu điểm nữa là gì ạ? Chiết xuất tổ yến. Thì các anh chị đã thấy dễ bán cho các anh chị. 3 mil là một dòng sản phẩm mà cái tên nó là có chữ tổ yến sẵn rồi, dành cho người đái tháo đường, mà nó là có chiết xuất tổ yến và sữa non 24 giờ nữa. Thì chúng ta sẽ có hai cái key rất là lớn, hai cái key rất là lớn trong cái mùa này. Thì nhưng mà giá thành thì lại rất là hạt rẻ nha các anh chị, rẻ hơn nhiều so với sản phẩm ở trên thị trường luôn. Mình có ưu điểm, mình phân phối được nhiều hệ thống rồi và mình có được rất là nhiều cái key. Nếu anh chị nào muốn chọn lựa cái tệp sản phẩm mạnh, các anh chị có thể xem xét cái phần này. À, các anh chị nhớ giúp tôi nha, mình có sữa non 24 giờ, chiết xuất tổ yến. Thứ hai là mình có các, đối với tiểu đường á, thì mình có hệ dưỡng chất Mufa, là theo Hiệp hội Tim Mạch Mỹ á, các anh chị, thì hai hợp chất này nó sẽ giúp ổn định đường huyết và nó sẽ làm cho giảm cái nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân đái tháo đường, các anh chị, giảm cholesterol máu. Rồi mình sẽ có hệ canxi Trukan, mình sẽ có hệ canxi Trukan D7 và một D3, K2 cùng các cái hoạt chất tốt cho tim mạch, phòng ngừa biến chứng, sáng mắt, giúp người tiểu đường họ nhớ, họ minh mẫn hơn, họ giảm được các cái biến chứng về tiểu đường, ví dụ như là biến chứng về tê bì chân tay, khó ngủ, ăn uống kém, giúp họ ổn định sức khỏe trong ngày. Nên các anh chị nhớ giúp Thùy nha, cái sản phẩm của mình là Diasur chứa tổ yến 33 ml, Diasur chứa tổ yến. Thì đầu tiên là tổ yến, tiếp theo là sữa non, tiếp theo là hệ dưỡng chất để phòng chống biến chứng tiểu đường, ổn định đường huyết. Thì đây là cái thường cái này các anh chị, một hộp như vậy mình đang có là giá là 550 cho 24 gói, trong khi trên thị trường á các anh chị, một cái sản phẩm gói như vậy là thường có giá 45.000 đến 60.000. 45.000 đến 60.000 nha, cho sản phẩm gói nha. Còn sản phẩm lon á là bình thường với chiết xuất tổ yến hay là sữa non, chiết xuất tổ yến rất ít. Còn sữa non thì sẽ là tương đối, sữa non có nhưng mà sẽ giá có giá toàn 500 mấy thôi mà chị, anh chị 600 700. Thì của mình là ưu điểm hơn rất nhiều. Rồi về cách sử dụng á các anh chị, tính ra một gói như vậy là 22.115 đồng. Các anh chị thấy giá hợp lý không ạ? À? Tí nữa em sẽ nói về phần khuyến mãi à, hợp lý không các anh chị? Hợp lý, các anh chị comment chữ hợp lý giùm em đi. Cách dùng là mình dùng mỗi ngày 2 gói nha mọi người, dùng 2 gói nha mọi người trước ăn. Đây ạ. À, các anh chị có thấy cái dòng sản phẩm của mình là giá cả hợp lý, dễ chia sẻ không các anh chị? Hợp lý đúng không ạ? À? Thì về feedback các anh chị, mình có nhiều feedback lắm nhưng mà tạm thời trong thời gian ngắn cho phép em chia sẻ ngắn thôi. Thì là các anh chị nhìn trên cái khung chat nè, cái phía hình phía dưới các anh chị, cái phía dưới đang là cái vết thương của người đái tháo đường đó các anh chị thấy đau đớn không ạ? À? Thì cái phía trên là sau khi dùng sữa 30 ml các anh chị, sau khi dùng sữa 30 ml phối hợp cùng với liệu trình thuốc, cùng với dùng sản phẩm, một sản phẩm nữa về nghệ, thì chúng ta thấy cái vết thương khép lại rồi các anh chị thấy không? Các anh chị thấy vết thương nó khép lại hoàn toàn à. Giờ chuẩn bị khâu lại các anh chị. Cái chủ này đi viện rất là nhiều luôn á, nhưng mà bây giờ là đỡ rồi, dạ, chuyển về bệnh viện tuyến huyện rồi các anh chị. Đó, các anh chị thấy không, cái feedback của mình rất là tốt. Rất hiệu quả, rất là nhiều cái feedback nha các anh chị. Rồi, à, tiếp theo là Thùy sẽ đến với cái giải pháp về canxi, cái giải pháp về canxi và hồi phục. Thì cái này nó liên quan đến tăng cân đó các anh chị, tăng cân nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ có đặc thù của dòng 33 ml, thì là sẽ chiết xuất tổ yến, sữa non 24 giờ nữa. Rồi chúng ta cũng có một hộp 24 gói, nhưng cái này nó sẽ rẻ hơn nha các anh chị, nó sẽ rẻ hơn cái 30 Diasu 10.000. Thì chúng ta đang có cái này trên chỉ định là loãng xương, đau cơ xương khớp, hồi phục nè, sau hậu phẫu, à, người trước và sau hóa trị xạ trị, người có vấn đề về tim mạch.
Thì với cái này nè các anh chị, thì chúng ta có một cái tệp khách hàng cực kỳ tiềm năng tại người Việt Nam á, là hiện giờ nha, là cái người nam á là phải có 4,2 triệu người đang bị loãng xương, phụ nữ là 15 triệu người đang bị loãng xương các anh chị. Cái con số rất là lớn, con số cực kỳ lớn luôn, và cái hệ lụy của loãng xương nó mang đến rất là nhiều, rất là nhiều. Thì cái sản phẩm của mình tại sao mà nó đáp ứng được cái này, vì nó cũng, các anh chị sẽ để ý là trong cái hệ canxi của mình á, bên cạnh chiết xuất tổ yến này, rồi mình có thêm sữa non 24 giờ nha, mình có sữa non nữa. Thì các anh chị sẽ thấy một gói như vậy nè, mình có giá 22.000 thôi, chưa chiết khấu, chưa khuyến mãi luôn, mà mình có thêm cái gì ạ? Hệ canxi Trukan D7 là một cái hệ canxi mà nó tối ưu cái tỷ lệ hấp thu, cũng như nó có cái D3, K2 á, các anh chị, phù hợp với khuyến nghị Viện Dinh dưỡng Quốc gia một ngày luôn. Đó là mình có rất là nhiều ưu điểm cho cái dòng sữa trên thị trường luôn, và mình tự tin là mình là một trong những dòng sản phẩm sữa gói ưu điểm, các anh chị có thể bán được cả cái kênh truyền thống luôn các anh chị. Nếu anh chị nào mà đăng cái sản phẩm này, chắc chắn có nhiều chị tạp hóa hay là chị sắp sửa ta hỏi các anh chị rất là nhiều. Tại vì sao? Vì cái này nó có rất là nhiều cái ưu điểm các anh chị ha. Chiết xuất tổ yến của mình là từ Nhật Bản nha các anh chị, còn sữa non là của Mỹ nha. Còn nguyên liệu của mình đa phần là của châu Âu hết toàn bộ. Mình sản xuất trên dây chuyền GMP của Việt Nam các anh chị. Rồi cách cách sử dụng đây nha các anh chị nha. Rồi. Các anh chị có thấy em nói nhanh quá không ạ? À? Nhanh, mọi người có thể comment chữ nhanh hay chậm giúp em nữa mà. Kịp kịp không mọi người ơi? Kịp không các anh chị ơi, kịp các anh chị có thể comment giúp em đi ạ. À? Nhanh hả? Anh không thấy nhanh hả? Các anh chị có muốn em nói chậm lại xíu mà. Các anh chị có thể tương tác với em không ạ? À? Kịp, ok ạ. À. Rồi, em sẽ nói về khuyến mãi nha mọi người. Hiện giờ Ba Miu đang có hai khuyến mãi chạy song song. Một là chúng ta có khuyến mãi tại mình có hai dạng các anh chị nha. Mình có dạng gói 7 gói nữa. Thì dạng 7 gói này, một hộp sữa canxi của mình 7 gói á thì chỉ có giá 196.000 thôi. Hiện giờ mình đang có khuyến mãi hai hộp 7 gói tặng một hộp 7 gói. Anh chị, nếu như anh chị nào có khách hàng bị tiểu đường này, hoặc bị canxi này, hoặc bị cần hồi phục giống như nãy thì nói á, mà anh chị muốn cho người ta dùng thử thì anh chị hãy hãy tự tư vấn cho người ta cái hộp 7 gói thôi. 7 gói thì hai hộp 7 gói thì sẽ được tặng một hộp 7 gói. Cái chương trình này áp dụng xuyên suốt 90 ngày mọi người nha. Áp dụng xuyên suốt 90 ngày. Nên mọi người lưu ý giúp em là sản phẩm của mình là có hộp 7 gói. Hộp tiểu đường cũng có 7 gói luôn. Các anh chị hình dung ví dụ như các anh chị có khách hàng thay vì tư vấn hộp lớn khó chốt của các anh chị, những hộp dưới 190 nghìn, dưới 100, dưới 200 nghìn mà lại được hai tặng một được, các anh chị thấy khuyến mãi này nó hợp lý không các anh chị, trong suốt 90 ngày nha. Hợp lý không ạ? Mọi người thấy hợp lý đúng không? Mọi người comment chữ hợp lý giúp em đi ạ. À. Còn nữa nha mọi người nha, còn nữa nha. Có anh chị nào kinh doanh mà thấy cái tiềm năng này nó tiềm năng không các anh chị? À, cái tỷ lệ tái dùng của sữa rất là cao nha mọi người nha. Rồi đây mình tiếp tục nè mọi người ơi. Thì khi mà khách hàng sử dụng được hai hộp 7 gói, thí dụ sử dụng hộp 7 gói họ ok rồi, họ thấy nó ngon rồi, họ thấy nó hiệu quả rồi, thì mình có cái gì ạ? À? Mình có khuyến mãi 5 tặng 1 nữa mọi người. Thì tiếp tục cái khuyến mãi 5 tặng 1 này sẽ xuyên suốt trong 90 ngày luôn các anh chị nha, xuyên suốt 90 ngày luôn. Thì khuyến mãi 5 tặng 1 này nó sẽ có hai loại khuyến mãi, một là 5 hộp tiểu đường tặng một hộp tiểu đường, và 5 hộp canxi hồi phục tặng một hộp canxi hồi phục. Thì các anh chị sẽ thấy là với cái khuyến mãi này cực kỳ hấp dẫn đúng không mọi người? Khuyến mãi này cực kỳ hấp dẫn đúng không? Mình xuyên suốt 90 ngày luôn thì không có lý do gì các anh chị không bán mỗi tháng ít nhất là được 1 đến 2 sản phẩm đúng không ạ? Rất dễ đúng không mọi người? Với cái chi khuyến mãi này thôi là mình về một gói không dưới 10, dưới chưa vô được đứa 10 hơn 10 nghìn nha mọi người nha. Chưa được 10 nghìn luôn. Các anh chị sẽ thấy là đây là một trong những cái dòng mà khuyến mãi dài nhất cũng như là tạo điều kiện nhất ở trong Robby mình bây giờ luôn các anh chị. Các anh chị thấy kinh doanh cái này rất là dễ đúng không ạ? Rồi các anh chị thấy mình đặt 27 ra tặng một rồi nè, là mình có 7 gói đi trải nghiệm cho khách hàng, lại tiếp tục chia sẻ bán hàng nè, sau đó xong mình lại tiếp tục mình khuyến mãi cho khách hàng là 5 tặng một này trong 90 ngày để người ta trở thành khách hàng thân thiết, để chuyển đổi người ta nè các anh chị. Rồi mình có một cái này nữa nè các anh chị, nếu như anh chị nào tham dự cái khóa học về chuyên gia cơ xương khớp của nhà và đái tháo đường của nhà Ba Miu, thì các anh chị sẽ được thêm một cái chương trình nữa. Mình được thêm một chương trình nữa, đó là gì? Chúng ta ngoài khuyến mãi 2 tặng 1, 5 tặng 1 thì trong xuyên suốt 90 ngày á, các anh chị chỉ cần doanh số của các anh chị đạt được 9 triệu trong 90 ngày thôi thì chúng ta sẽ được thưởng lại 600 nghìn. 18 triệu thì được thưởng lại 1 triệu 7, 30 triệu thì được thưởng lại 4 triệu 4 và 60 triệu thì sẽ được thưởng lại 10 triệu. À, các anh chị có thấy hấp dẫn không ạ? À? Nhờ hot gửi lên khung chat nhóm tư vấn của Ba Miu giúp em nha. Hấp dẫn mọi người, 2 tặng 1, 5 tặng 1, tiếp theo là tích lũy đạt được trả lại bằng hàng nha mọi người nha.
vào tháng 8. Anh chị nào đạt được 120 triệu, mình không áp 120 triệu trong 3 tháng, mình được trả lại 20 triệu tiền hàng cộng với lại một chuyến du lịch năm sau 6 triệu 9. Anh chị nào đang kinh doanh lấy hàng dinh dưỡng chưa biết chia sẻ sao thì mình muốn thì mình hãy quan tâm cái chương trình này các anh chị ha. Thì đây là một trong những chương trình cực kỳ hấp dẫn và nó trở về cái sản phẩm cực kỳ giá cost cực kỳ thấp mọi người. Nên em tin đây sẽ là một trong những sản phẩm mạnh trong 90 ngày cho mọi người kinh doanh. Còn về cái khóa học của Ba Miu các anh chị có thể tham khảo thêm ở tối nay là bắt đầu các anh chị nha. Tối nay là bắt đầu trong khóa học á, mình sẽ cung cấp rất là nhiều từ catalog cho các anh chị đi làm, từ hàng mẫu cho các anh chị trong những đợt các anh chị chia sẻ thực tế. Ví dụ như vậy nè mọi người. Từ thẻ đeo, từ catalog và chúng ta sẽ có thêm ví dụ như trong những cái đợt mọi người đi chia sẻ như vậy nè. Mọi người có thêm cái hàng mẫu để mọi người cho người ta trải nghiệm nữa. Bao nhiêu anh chị nghĩ là mình sẽ chọn sản phẩm này à? Đó thì các anh chị có thể comment chữ tôi để em có thêm động lực à. Rồi. Rồi mọi người ơi, có gì mọi người có thể tham khảo thêm nha. Nhớ tham gia chương trình tối nay rất là hay. Mình giới thiệu đồng đội vào chương trình là được họp trải nghiệm nữa đó mọi người. Đã đưa đến cho chúng ta những cái dòng sản phẩm về sữa rất là tốt. Và được sự phản hồi của khách hàng trong thời gian gần đây thì rất là khả quan để chúng ta có thể vừa quan tâm đến sức khỏe, chúng ta lại vừa có thể kinh doanh được cái line hàng này ha. Vậy thì khi mà trong quá trình trong cuộc sống hàng ngày thì chị em rất là quan tâm đến vấn đề giảm cân đúng không mọi người? Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều các anh chị sẽ rất là đau đầu, sẽ rất là rất là quan tâm đến cái vấn đề tăng cân, không chỉ giảm cân không mà vấn đề tăng cân cũng được các anh chị em rất là quan tâm. Thêm năng nhớ cách đây ít ngày một cái cô ở hàng xóm với nhà Thơm á thì cũng lâu lắm rồi Thơm mới gặp mà cổ thì Thơm bảo sao đợt này cô nhìn có vẻ ốm vậy. Cổ nói là ngủ không được là một cái, thứ hai nữa là từ trước tới giờ muốn tăng cân mà tăng không được, ước chi mà tăng được vài lạng thôi cũng được, mỗi lần xuống là xuống tính ký mà lên là lên tính lạng á mọi người. Như vậy thì rõ ràng là các bạn thấy, các anh chị thấy rằng có rất là nhiều người bên cạnh quan tâm đến cái vấn đề giảm cân thì tăng cân cũng là một trong những cái mà rất là nhiều người thậm chí là đau đáu để có thể gì đây tìm ra được cái giải pháp cho mình. Và ngày hôm nay Thơm xin được giới thiệu một BDB sản phẩm mà giúp có thể giúp các anh chị các bạn đang ngồi đây có được những giải pháp để quan tâm để chăm sóc đến sức khỏe. Một cái line hàng mà chúng ta có thể không chỉ tốt cho sức khỏe của bản thân mình trong vấn đề tăng cân, một cái thị trường cũng rất là rộng lớn, chúng ta cũng rất là quan tâm đến trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như là vấn đề kinh doanh tại Rugby. Sau đây em xin trân trọng kính mời giám đốc kinh doanh anh Phạm Hoài Nam, đại diện BDV sản phẩm Superio Sure, sẽ lên chia sẻ một số các cái dòng sản phẩm chúng ta đang có trên tại Rugby để các anh chị em ở đây có thể quan tâm đến sức khỏe. Dạ em mời anh Nam ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn chị Thơm ạ. Xin chào tất cả anh chị đang có mặt trong buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay ạ. Thì đầu tiên thì em Nam xin giới thiệu với mọi người, em Nam họ tên đầy đủ là Phạm Hoài Nam và hiện đang là giám đốc kinh doanh của nhãn hàng Superio Sọt ạ. Thì trong buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay thì cũng rất vui là được gặp lại rất là nhiều anh chị thân quen trong cái chương trình ngày hôm nay. Và cũng có rất là nhiều anh chị mới thì do thời gian nó cũng có hạn cho nên là em Nam cũng xin chia sẻ với anh chị luôn một tí là về các cái công nghệ nhãn hàng cũng như là sản phẩm của nhãn hàng anh chị ha. Tại cũng rất là nhiều anh chị mới cũng chưa biết được về cái sản phẩm của bên nhãn hàng. Đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu một tí là nhãn hàng Superio Soft với cái công nghệ Microlingo là công nghệ mà tạo ra cái viên nén hoặc nano hòa tan tức thì. Thì chắc là về nano thì nhiều anh chị đã nghe rất là nhiều trong những năm gần đây rồi. Tuy nhiên thì đối với cái nano thì anh chị mình sẽ chắc là cũng có người đã sử dụng rồi nhưng mà mình sẽ hiểu giúp em nha. Công nghệ nano là một cái công nghệ mà giải pháp hoàn toàn mới và hoàn toàn khác trong cái việc mà ứng dụng trong cái điều trị, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe. Trên thị trường thì hiện nay có rất là nhiều cái sản phẩm có cùng cái dòng tên là nano. Tuy nhiên thì mình sẽ không nhầm lẫn ở đây với cái tên nano và cái công nghệ nano nha anh chị. Cái tên nano thì nó chưa chắc đã có công nghệ nano ở trong đó và một vài thành phần nó có thì nó có nano. Tuy nhiên là cũng chỉ là một vài thành phần thôi, được nhập khẩu từ các nước châu Âu về. Tại vì cái công nghệ nano thì cũng rất là ít nước trên thế giới hiện nay đang nghiên cứu và sử dụng vào. Tại vì nó quá là tốn kém và khó khăn. Thì em xin giới thiệu.
Em xin giới thiệu một tí cho anh chị mình về công ty cũng như nhãn hàng ha. Nhãn hàng thì được thành lập bởi Vitamin Continental Company từ năm 1969 và hiện nay thì đã có hơn 50 năm có mặt trên thị trường rồi, và nhãn hàng cũng có hơn 120 loại sản phẩm bổ sung dưới cái dạng là viên đặt nano đặt dưới lưỡi. Kiểm soát chất lượng thì được đăng ký với rất là nhiều chứng nhận, với rất là nhiều cái chứng nhận khác nhau của hàng đầu của Hoa Kỳ. Đặc biệt là những cái chứng nhận mà cơ bản như là GMP, cGMP, FDA thì nhãn hàng đều đã có đầy đủ. Tuy nhiên có một chứng nhận rất là quan trọng mà nó đại diện cho hầu hết tất cả các cái chứng nhận trên, và chỉ cần có một cái chứng nhận đó thôi ấy, thì nói chung là nó đã minh chứng cho một cái công nghệ và một cái dây chuyền sản xuất cực kỳ hiện đại và khép kín rồi. Đó là công nghệ non-GMO anh chị ha. Non-GMO tức là không có chứa biến đổi gen anh chị. Thì để mà đạt được những cái chứng nhận này thì nó lại cực kỳ khó khăn. Nó không chỉ là kiểm soát nguồn nước, kiểm soát mọi thứ, mà nó còn phải là kiểm soát ngay trong cái quá trình sản xuất. Mình không có được gọi là giao tiếp với bất kỳ một cái thành phần nào có biến đổi gen trong các cái quá trình chế biến sản phẩm. Rồi, thì đây là một số cái chứng nhận của nhãn hàng. Đây là cái các cái chứng nhận mà em vừa mới nêu trên là FDA, cGMP hay là non-GMO. Non-GMO thì mỗi cái sản phẩm nó sẽ có mỗi cái chứng nhận riêng anh chị ha, chứ không phải là chứng nhận chung ạ. Và các cái chứng nhận phân tích nguồn gốc nguyên liệu. Đây là cái bằng sáng chế thương hiệu tại tại Hoa Kỳ ạ. Nếu trong quá trình mà em nói mà nhanh quá anh chị mình không có note kịp thì mình có thể là nhắc em một tiếng vậy ạ. Để em nói chậm lại. Rồi. Thì đây là các cái giấy tờ pháp nhân kiểm nghiệm tại Việt Nam có giấy kiểm nghiệm, giấy phép quảng cáo, các cái giấy tờ công bố, thì mấy cái này thì anh chị hoàn toàn có thể tìm được trên app của Shopee ạ. Rồi, em xin đi sâu vào phần công nghệ đến chị mình nắm ha. Công nghệ viên nén microlingual thì nó sẽ tích hợp hai cái công nghệ ở trong đó. Một là cái công nghệ nano và hai là cái công nghệ tách nước áp suất thấp ạ. Thì công nghệ nano là gì? Công nghệ nano là nó giúp tạo ra các cái nguyên tử phân tử nguyên liệu ấy mà có kích thước siêu nhỏ từ 1 tới 100 nanomet thôi, tức là nhỏ hơn cả một con vi khuẩn nữa. Rất là nhỏ luôn. Nó chỉ lớn hơn cái tế bào ADN xoắn của mình một tí. Và kích thước siêu nhỏ này thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm khi mà mình sử dụng á, mình ngậm vào miệng á, thì nó sẽ tăng độ tan và tăng cái hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thì cái độ hấp thu của cái công nghệ nano này thì nó sẽ nhân gấp 200 lần so với một cái sản phẩm mà mình sử dụng theo cái con đường các cái sản phẩm thông thường, và nó sẽ là giúp giảm cái liều sử dụng trong cái quá trình mà mình dùng cái sản phẩm. Tại vì một số sản phẩm thì nó sẽ phải là uống qua hệ tiêu hóa và lúc đó nó sẽ gặp các cái dịch vị, các cái enzyme tiêu hóa để mà làm ảnh hưởng tới thành phần sản phẩm. Và đặc biệt là sản phẩm thì nó sẽ an toàn, hầu như là không còn cái bất kỳ một cái tạp chất nào nữa. Rồi, thứ hai nữa đó là công nghệ tách nước áp suất thấp. Thì bình thường một cái viên nén mà chúng ta dùng sử dụng hàng ngày ấy thì nó sẽ là được trộn bột nguyên liệu và đưa vào khuôn, sau đó thì nén thật là chặt để tạo hình nguyên liệu. Còn đối với công nghệ của nhãn hàng thì người ta không làm như vậy, mà người ta chỉ trộn lại và để vào khuôn, sau đó thì sản phẩm nó sẽ tự đông đặc lại thành hình các viên. Và đặc biệt của sản phẩm thì nó sẽ không cần chất độn nha anh chị. Không cần chất độn này, công thức cực kỳ đơn giản và sạch sẽ tinh khiết nữa. Và có một cái hay của sản phẩm là mình sẽ không cần dùng tới nước, mình không cần dùng tới nước để mà mình trong quá trình mình sử dụng sản phẩm, mình chỉ cần ngậm vào lưỡi và nó sẽ tan ngay luôn. Cho nên cái viên của nó là kích thước rất là nhỏ, nhỏ hơn 90% so với những cái viên mà có mặt trên thị trường. Rồi, thì đây là phân tích cho anh chị một cái sự so sánh về chuyển hóa sản phẩm khi mà mình sử dụng một sản phẩm thông thường qua cái đường tiêu hóa. Khi mà mình sử dụng qua bao tử uống vào ruột thì nó sẽ bị gặp các cái dịch vị dạ dày này, các cái enzyme tiêu hóa này chuyển hóa rồi sau đó thì mới hấp thu được vào cơ thể, và việc này vô tình là làm mất đi các cái hàm lượng cũng như thành phần của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Còn đối với công nghệ microlingual thì mình sẽ ngậm vào lưỡi và nó sẽ khuếch tán hấp thu qua các cái mao mật dưới lưỡi của mình luôn, đi thẳng vào trong cái hệ tuần hoàn của mình. Và trường hợp mà nếu như mà chưa nốt được á, chưa ngậm được á, thì mình sẽ có thể hòa tan vào một muỗng nước nhỏ và mình ngậm, mình nuốt vào. Thì cái công nghệ nano nó sẽ giúp việc mà phân tán sản phẩm trong cái quá trình mà mình nuốt qua cái hệ tiêu hóa của mình và hấp thu cũng dễ dàng vượt qua được cái hàng rào bảo vệ trong cơ thể của mình hơn. Rồi đây là so sánh cho các anh chị về một cái mức độ tan của viên công nghệ microlingual với những cái sản phẩm khác trên thị trường ạ. Thì đối với một cái dạng viên nén hoặc là viên nang thông thường ấy, nó mất từ 30 tới 60 phút thì nó mới tan ra được, phân rã ra được, thì sau đó mới là hấp thu vào cơ thể của mình, cần thêm một quá trình nữa. Rồi, đối với những cái viên mà nó dễ dàng hơn, ví dụ như là những cái viên ngậm tan khác thì nó cũng mất từ 6 tới 22 phút thì nó mới mới tan ra được. Khi mình ngậm vào miệng á thì nó mới tan ra được và sau đó thì mới hấp thu vào cơ thể. Còn đối với cái độ tan của cái sản phẩm của nhãn hàng, nó chỉ là tốc độ tính bằng giây thôi anh chị ha.
chỉ còn vài giây thôi. Rồi, đặc biệt nổi trội của cái sản phẩm này đó là đầu tiên là mình sẽ không cần phải nuốt. Cho nên là đối với các em bé này, các đối tượng mà mình khó dùng á, thì sẽ cần là không không còn cái việc mà các bé chống đối hay là sợ uống thuốc nữa, mà cái sản phẩm nó sẽ giống như cảm giác là các bé ăn kẹo hơn, tại vì là sản phẩm nó cái nhỏ này, tan ngay tức thì trong miệng và nó sẽ là ngọt ngọt nhẹ nha anh chị. Ngọt nhẹ ở đây thì nó sẽ không có đường nha, sản phẩm không hề có đường mà vị ngọt của sản phẩm đó là lá cỏ ngọt rồi, và nó sẽ nhỏ hơn 90% so với những viên thông thường. Thì ở đây thì em đã có một cái bảng so sánh cho anh chị mình thấy ha, một cái hình chụp viên sản phẩm và những cái viên thông thường khác, và đặc biệt là mà nó sẽ được hấp thu hòa tan ở dưới lưỡi, thì đây là đường hấp thu được đánh giá sau cái đường tiêm truyền ha. Tiếp theo đó là sản phẩm sẽ không có các thành phần chứa biến đổi gen này, không chứa gluten hay là đường, cho nên là đối với người tiểu đường này, mẹ bầu mà đang trong cái giai đoạn mà tiền đái tháo đường, hoặc là những cái em bé mà bố mẹ hạn chế đường thì mình hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo nữa là lại sẽ không còn chất bảo quản hay chất nhuộm màu, và các chất kết dính hóa học, các chất độn quá mức cũng không còn nữa, và đặc biệt của sản phẩm là không có bất kỳ phụ gia nào đi kèm cả, cho nên là rất là sạch sẽ tinh khiết. Thì đây là một cái đường hấp thu mà được đánh giá là sau cái đường tiêm truyền anh chị ha. Bình thường mình ốm đau thì mình sẽ được truyền này, được tiêm này, thì rồi sau đó thì mới cái đường đường ngậm tan dưới lưỡi, hấp thu đường dưới lưỡi, và tiếp theo thì mới đường uống thông thường ha. Ở trong Zoom của mình thì không biết là anh chị có con rồi, có nhiều anh chị chắc là đã có gia đình, thì không biết là mình có gặp trường hợp mà khi mà mình cho các bé sử dụng thực phẩm chức năng hay là thuốc thì các bé thường sẽ chống đối không uống không? Hoặc là những mẹ mà những mẹ bầu á, thì khi mà mình uống mình nuốt một cái viên sản phẩm thì cảm giác rất là khó chịu ha, mình sợ những cái đó. Hoặc là những anh chị nào mà bị kích ứng dạ dày á, mình uống vào thì lúc đói thì mình sẽ cảm giác là rất là cồn cào trong ruột á. Thì anh chị nào có trường hợp gặp trường hợp như vậy thì có thể cho em xin số 1 được không? Alo, không biết là anh chị có còn nghe không ha, em mới hỏi một cái tương tác thì không biết là dạ rồi, cảm ơn chị Phạm Tùng, dạ cảm ơn ạ. Dạ thì hiện tại thì nhãn hàng đang có là 5 cái sản phẩm đang bày bán trên kệ Shopee, đó là D3K2, vitamin B, GABA và kẽm, cuối cùng là sắt. Thì đầu tiên là GABA anh chị mình ha. GABA thì như MC Thơm Độ cũng đã chia sẻ rồi, ăn được ngủ được là tiền, không ăn không ngủ thì tốn tiền đâm lo đó. Thì giấc ngủ là nó là cực kỳ quan trọng ha. Ngủ không chỉ giúp chúng ta hồi phục năng lượng mà ngủ còn giúp chúng ta là tạo ra được một cuộc sống tinh thần nó thoải mái hơn. Thì đối với những anh chị nào mà mình bị mất ngủ á, đầu tiên là mình ngủ không ngon này, không sâu giấc này, hoặc là ngày làm việc căng thẳng stress mà có những cái chuyện mà làm ảnh hưởng hệ thần kinh của mình ấy, thì tối về thường mình sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn và khó ngủ hơn. Thì khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này vào thì nó sẽ giúp làm dịu cái cơn căng thẳng của mình xuống, và tối đó mình ngủ rất là ngon ha. Đặc biệt có một đối tượng mà rất là hiện tại thì rất là gặp rất là nhiều, đó là đối tượng trẻ em chậm vận động, giảm tập trung kém chú ý, hay nhiều bố mẹ hay gọi là bị tăng động này kia thứ ấy. Thì đây là một cái giải pháp mà dành cho các bé để giúp mà giảm các cái cơn tăng động của các bé xuống, hoặc là đối với những người mà sau phẫu thuật não này, những người sau tai biến suy giảm chức năng não cũng rất là cần cái sản phẩm này. Thì đây là một cái mô tả cho anh chị mình thấy được là cái GABA nó tác động như thế nào đối với các cái căng thẳng dẫn truyền thần kinh bất an. Thì bình thường GABA nó sẽ được sinh ra trong não bộ của mình anh chị ha, nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau như là tuổi tác, dinh dưỡng hay là môi trường sống, nó sẽ làm cho cái GABA nó bị thiếu hụt và não bộ không bổ sung đủ cái này, thì bắt buộc là mình sẽ cái kiếm kiếm nguồn bổ sung từ bên ngoài. Thì đây là một cái giải pháp. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là sản phẩm bổ sung sắt ha. Đầu tiên thì sắt thì nó là một cái nhu cầu thiết yếu của cơ thể, và theo các nghiên cứu ấy thì có ba trẻ dưới mà 6 tuổi thì có một trẻ là đang bị thiếu máu do thiếu sắt, và một trẻ đang ở cái ngưỡng là thiếu máu. Thì tiếp nữa là một đối tượng thứ hai, đó là đối tượng mẹ bầu. Đối tượng mẹ bầu thì cũng giống như là trẻ em ấy, thì cũng khoảng tầm từ 30 tới 40% mẹ bầu sau sinh sẽ bị thiếu sắt. Tại vì thường chúng ta sẽ chú ý tới một điều đó là khi có bầu thì mẹ hay bổ sung nhiều dưỡng chất, nhưng mà sau khi sinh con xong thì cái việc bổ sung dưỡng chất cho mẹ rất là ít, chủ yếu là bổ sung qua đường ăn uống, và đột lúc đó thì mọi thứ đều tập trung vào cho con. Tuy nhiên thì đối với một đứa trẻ mà bú mẹ mà trong vòng 6 tháng tuổi ấy, trong vòng 6 tháng tuổi ấy, thì mình sẽ lưu ý là ngoài một số dưỡng chất cần thiết như là D hoặc A này kia các thứ thôi thì mình phải bổ sung thêm. Nhưng mà cái cần bổ sung đó là người mẹ, tại vì bé sẽ bú mẹ và lấy các dưỡng chất này trong mẹ. Đặc biệt của cái sắt của nhãn hàng ấy, đó là mùi vị rất là dễ chịu ha. Đây cũng là dạng viên ngầm luôn và nó không hề tanh, vị ngọt nhẹ, không tanh, không nóng, không táo bón, và có rất là nhiều cách sử dụng khác nhau. Đối với bé nhỏ thì mình có thể pha vào một muỗng nước để cho các bé nếu mà bố mẹ sợ, còn nếu không thì mình ngậm thôi. Thường thì mình đưa vào ngậm thì cơ chế của các bé cũng sẽ là chưa nuốt liền đâu, và nó sẽ đưa lưỡi qua lại thì nó cũng sẽ tan rất là nhanh, trong vòng 5 tới 7 giây là tan rồi. Rồi, thì đây là dưỡng chất trong một viên
sắt của nhãn hàng nó tương ứng khoảng 5 mg, thì đối với trường hợp mà các bé nhỏ sơ sinh cũng đã bắt đầu dùng được rồi, khoảng tầm ra 6 tháng tuổi thì bắt đầu dùng được rồi. Và đối với mẹ bầu hoặc là mẹ sau sinh thì nó cũng cần khoảng tầm từ 2 tới 4 viên trên một ngày, và hũ hay là 100 viên anh chị ha. Đặc biệt anh chị lưu ý giúp em đó là một bổ sung sắt thì nó rất là cần thiết, tại vì trong thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ hấp thụ tối đa được 35% lượng sắt trong các cái thức ăn mà mình ăn hàng ngày thôi, và đặc biệt trong sữa mẹ nó dành cho các bé thì cũng chỉ có 0,3 mg sắt trên 1 lít sữa mẹ, cho nên là nếu mà hấp thu đủ mà 5 mg sắt thì nó cần tới 17 lít sữa mẹ ha. Tại vì là sữa mẹ thì có rất là nhiều dưỡng chất, nhưng mà đặc biệt có một cái đó là sắt rất là thấp, nên chị lưu ý cái vấn đề này. Mình sẽ kiểm tra các cái hiện tượng mà thiếu sắt cho con mình, đầu tiên là bằng cảm quan và sau đó thì có thể là bằng các xét nghiệm. Rồi tiếp theo đó là kẽm. Vấn đề thiếu kẽm thì nó rất là đáng báo động, tại vì thường ấy mà thiếu kẽm thì nó dẫn tới các nguyên nhân khác như là thiếu sắt, rồi bé hay ốm yếu gầy gò, và có tới 60% trẻ em tại Việt Nam đang bị thiếu kẽm mà bố mẹ hầu như là không quan tâm tới cái chuyện này nhiều lắm. Chỉ là khi nào ốm đau thì mới là đi khám, và bác sĩ thường hay kê cho các bác bé một lượt kẽm, và đặc biệt là những bé nào mà bị tiêu chảy ấy, thì thường hay say được bác sĩ kê cho một lượng kẽm liều cao. Dạ xin lỗi các anh chị, một lượng kẽm liều cao khoảng 10 đến 20 mg trên một ngày. Và ngoài ra kẽm á, thì nó không chỉ là tăng cái hệ miễn dịch mà nó còn là giúp hồi phục tái tạo các cái tế bào da, cho nên là cái tế bào đến thượng bì da, cho nên là các bé nào mà bị viêm da cơ địa này, rôm sảy này, thì các bé thường sẽ có được cái kem bôi mà có kẽm ở trong đó, thì mình kiểm tra thành phần thì mình sẽ thấy. Đặc biệt là kẽm của nhãn hàng là một dạng kẽm gluconate và kẽm đang hấp thu nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Cho nên là nó sẽ tăng được đề kháng cho toàn bộ cơ thể và hấp thu rất là nhanh, và đặc biệt nữa là bổ sung rễ cây cúc tím thì nó sẽ là hỗ trợ về hệ hô hấp, và các cái vỏ cây đu đủ đỏ cũng như là thảo mộc thì nó sẽ giúp là chống táo bón và tăng miễn dịch kháng khuẩn cho cơ thể của mình lên ha. Thì thiếu kẽm thì nó sẽ dẫn tới các hệ lụy như là suy dinh dưỡng này, miễn dịch kém này, da tóc xấu và thiếu máu, gây nên rối loạn tâm lý và các vết thương cũng rất là lâu lần anh chị ha. Rồi một cái giải pháp nữa cho anh chị mình đó là vitamin B và C. Đây là một cái vitamin cực kỳ quan trọng mà hầu như bố mẹ mình không quan tâm nhớ tới và ít khi bổ sung cho các bé. Vì cái vitamin cái nhóm hai nhóm vitamin này nó tan trong nước cho nên nó không có lưu trữ được trong cơ thể của mình anh chị ha. Nên là hầu như là nó rất hay bị thiếu, và đặc biệt là nó chỉ có nhiều ở trong trái cây và rau củ quả và một số cái loại ngũ cốc nguyên hạt thôi. Tuy nhiên thì đối với một đứa trẻ thì nó sẽ ăn rất là ít rau, và đặc biệt trái cây thì nó cũng sẽ không ăn được đa dạng mà nó chỉ ăn một số loại trái cây các bé thích thôi, dẫn tới là các bé hay bị thiếu hụt dưỡng chất này, thì anh chị mình lưu ý bổ sung thêm. Thì trong cái nhất là trong cái mùa nắng nóng này thì công dụng của sản phẩm nó sẽ giúp cho các bé là ngoài cái tăng cường hệ miễn dịch ra thì nó còn cung cấp năng lượng cho tế bào cũng như cơ thể của các bé nữa. Và các bé mà hay chảy máu cam ấy, hay chảy máu cam mà dễ bệnh khi giao mùa thì cũng rất là cần bổ sung cái này để tăng thêm cái năng lượng cho cơ thể. Đó là lý do mà tại sao khi anh chị mình ốm đau á, mình bị cảm ấy, thì mình đi ra tiệm thuốc tây các dược sĩ hay kê C và B cho mình uống. Rồi thì thiếu C thì nó sẽ gây ra các cái mệt mỏi, đau khớp, rồi dịch miễn dịch yếu hoặc là thị lực rất là yếu ha, vết thương cũng lâu lần. Thiếu B thì gây ra những cái hiện tượng thiếu máu, suy nhược này, dễ chảy máu cam hoặc là da khô, nứt nẻ, rụng tóc đấy, và đặc biệt là não bộ và hệ tiêu hóa thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Một cái sản phẩm tiếp nữa đó là sản phẩm vitamin D3K2. D3K2 này thì người ta hay ví là một người vận chuyển canxi. Mà anh chị nhiều anh chị thì hay hay nói là tại sao D3K2 của nhãn hàng thì không có tích hợp canxi vào, thì cái này em cũng chia sẻ luôn. Trong một bữa ăn bình thường cơ bản thì một ngày của người Việt Nam tới thời điểm hiện tại là đã đáp ứng được khoảng tầm 50 tới 40 tới 50% hàm lượng canxi cho các bé rồi. Và mỗi bé hiện tại thì đối với các bé khoảng tầm 3 tuổi đổ lên á, một ngày ít nhất là các bé đã uống tới 2 hộp sữa, và hàm lượng canxi này hoàn toàn phù hợp đối với nhu cầu của các bé. Cho nên là việc bổ sung canxi thêm và các mẹ chuyện hay tự ý mua canxi bổ sung mà không qua các cái quá trình kiểm tra thì điều này là cũng gây nên cái việc vấn đề đó là các bé bị dư thừa và lắng đọng canxi, cho nên nó sẽ cần canxi cần D3K2 để giúp là đầu tiên là chuyển hóa canxi đi ra khỏi những cái phần mà dễ bị lắng đọng như là mạch máu hay là trong các cái cơ quan nội tạng. Và ngoài ra vitamin D thì còn cái giúp là cải thiện các cái tình trạng tăng ngày bé bị yếu đề kháng, và đặc biệt là những các bé mà đang ở dưới cái độ tuổi khoảng tầm dưới 6 tháng ấy, thì đề kháng các bé hay bị ảnh hưởng một phần, hoặc là giai đoạn mà các bé đang mà mới cai sữa mẹ thì cái đề kháng rất là bị yếu, bị ảnh hưởng đi, thì rất là cần những cái D3 này để vào tăng hấp thu. Còn K2 thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình và di chuyển canxi ra khỏi những cái phần mà dễ bị lắng đọng, cho nên là bố mẹ cần lưu ý ha. Ngoài cái việc mà tăng các cái đề kháng cho con thì lưu ý tới cái phần mà mình sẽ là
bổ sung canxi ở mức độ vừa phải để mà giúp cái D3K đưa cái D3K2 vào để mà tăng cái đề kháng và loại bỏ bớt cái canxi thừa lắng cặn trong cơ thể. Rồi thì đây là công dụng của D3K2, thì thiếu D3 thì nó sẽ làm sao? Các bé sẽ hay bị rụng tóc vành khăn này, ngủ bị vặn mình này và gây ứ động canxi trong ruột non và hệ miễn dịch của các bé rất là giảm, bị giảm đi rất là nhiều. Vitamin K2 thì nó sẽ là giúp giảm các tình trạng là canxi bị tích tụ ở các cái thành mạch máu gây ra các bệnh liên quan tới tim mạch này, canxi tích tụ ở các cái cơ quan mà nội tạng như là thận này kia các thứ thì gây ra tiền hậu quả là sau này có thể là bị sỏi thận này kia các thứ, và đặc biệt là liên quan tới các cái bệnh rối loạn canxi máu hoặc là các vấn đề liên quan đến đông máu. Đó là lý do mà tại sao các bé mà sinh non hoặc sinh thiếu tháng thì thường sau khi sinh xong á thì bác sĩ thường hay tiêm cho một bụi viêm vitamin K, nhưng mà vitamin K đó là vitamin K1 nha anh chị. Sau khi mà tiêm cái mũi đó thì trong khoảng thời gian mà mình sau này thì mình cũng cần bổ sung thêm vitamin K2 cho các bé, và đặc biệt nữa nó sẽ là vận chuyển canxi từ máu vào xương anh chị mình ha. Thì trong cái giải pháp của nhãn hàng đang tiến hành đào tạo theo tối thứ ba hàng tuần, đó là giải pháp nâng cao, có 4 bộ giải pháp, đó là nâng cao tầm vóc, nâng cao chiều cao cho trẻ em, giải pháp cho rối loạn giấc ngủ và giải pháp nâng cao đề kháng và cải thiện các cái chứng biếng ăn. Thì như chị Thùy của bên Papamil cũng vừa chia sẻ thì hai nhãn hàng đang kết hợp đồng hành cùng với nhau để mà giúp anh chị mình có thể là tham gia vào rất là nhiều cái quá trình mà được đào tạo về chuyên môn, đào tạo về bán hàng, giúp cho mình bán hàng tốt hơn. Thì trong cái thời gian tới thì mình sẽ join vào các group vừa tư vấn của các nhãn hàng anh chị mình ha. Trong đây thì tụi em cũng đã có truyền thông về các cái chương trình dự án mà đào tạo cho anh chị mình trong cái thời gian sắp tới về việc bán hàng, thì anh chị mình có thể theo dõi và cũng như là theo dõi về quá trình mà tư vấn sản phẩm. Thì em xin cảm ơn, em nhường chương trình lại cho em xin ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Với cái dòng sản phẩm quan tâm đến thế hệ trẻ Việt Nam đúng không mọi người? Thì với những cái USP sản phẩm, những cái đặc điểm về sản phẩm, đây là một cái dòng sản phẩm rất là đặc biệt, đặc biệt từ cái khâu mà chế biến cho đến cái cách sử dụng. Nó chính là cái chân ái mà rất là nhiều các trẻ em hiện nay nếu mà uống thuốc thì rất là khó khăn. Thì với cái đặc điểm vô cùng đặc biệt của cái dòng sản phẩm này thì chắc chắn rằng trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm được nhiều cái giải pháp quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình, cũng như là chúng ta sẽ có cái chiến lược trong kinh doanh. Vậy thì ngay từ bây giờ, các anh chị ngồi đây có mong muốn mình sẽ kinh doanh thành công cái line hàng này không ạ? Hai line hàng đến từ hai nhà cung cấp đó mọi người. Rất là nhiều các anh chị đã rất là muốn. Vậy thì sau đây Thơm xin được giới thiệu một mentor của chúng ta sẽ đưa ra được sẽ lên chia sẻ với các anh chị em trong Zoom những cái chiến lược trong cái vấn đề kinh doanh hai cái dòng sản phẩm đến từ hai nhà cung cấp của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Em xin trân trọng kính mời chị mentor một sao Hà Thanh ạ. Có thể lên chia sẻ với các anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay về chiến lược trong thời gian tới. Dạ. Em đã thấy chị áo hồng xinh quá. Rồi, cảm ơn MC rất là năng lượng của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh chị ha. Chào 48 các anh chị chúng ta còn có mặt ở trong phòng Zoom sáng hôm nay. Thì ngày hôm nay như thế nào các anh chị, sau khi chúng ta nghe chia sẻ từ hai nhà cung cấp rất là tuyệt vời, đến từ nhãn hàng Papamil, cũng như là lai hàng của anh Phạm Hoài Nam đúng không các anh chị? Thì đây là một trong những cái lai hàng mà chúng ta cảm thấy là nó đang rất là hot luôn ở Robby. Mặc dù là mới vào Robby, tuy nhiên thì cái doanh số cũng khá là cao và được tất cả mọi người chúng ta đón nhận với những cái feedback vô cùng là rất là xịn và có những cái sản phẩm rất là tiềm năng đối với chúng ta. Và sau khi chúng ta nghe chia sẻ thì các anh chị cảm thấy như thế nào ạ? Các anh chị có cảm thấy tuyệt vời không ạ? Chúng ta hãy gửi lời cảm ơn một lần nữa đến dược sĩ Thùy Trần cũng như là anh Phạm Hoài Nam về cái phần chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay đi ạ. Thông thường thì trong một buổi Zoom 5 AM thì chúng ta có một nhà cung cấp thôi, nhưng mà đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta rất là vinh dự, rất là hân hạnh là mời được hai nhà cung cấp chúng ta cùng về đây hỗ trợ cho team chúng ta, cho nên là chúng ta hãy một lần nữa gửi lời cảm ơn đến dược sĩ Thùy Trần cũng như là anh Phạm Hoài Nam về cái phần chia sẻ khá là cụ thể rõ ràng cũng như là cái định hướng những cái sự hỗ trợ để cho chúng ta có được một cái hoạt động kinh doanh tại Ruby thành công, và đặc biệt trong mùa tốc chiến 90 ngày này ha các anh chị ha. Rồi. Rồi các anh chị hãy gửi những cái tràng pháo hoa, pháo tim cũng như những lời cảm ơn đến hai nhãn hàng của chúng ta trong sáng ngày hôm nay đi ạ.
À, và các anh chị ơi, chúng ta phần cuối chúng ta có một cái phần mini game, nên các anh chị hãy ở lại đến cuối chương trình ạ. Nếu các anh chị nào chúng ta chưa điền link mini game thì chúng ta nhanh chóng chúng ta điền lên mini game đi ạ. Rồi, thì với một cái chủ đề khá là hot và một cái chủ đề sáng hôm nay các anh chị nhìn thấy ha, về cái vấn đề là gì các anh chị ha, tăng cân cho đối tượng là người lớn và cả là trẻ em luôn các anh chị. Rồi chúng ta có những cái vấn đề liên quan về bệnh tiểu đường cũng như là những cái bệnh về xương khớp cũng như những cái dòng sản phẩm để mà hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta tăng cường sức đề kháng cũng như bổ sung tất cả những cái dưỡng chất mà cơ bản là chúng ta trong mỗi chúng ta ai ai cũng cần. Và đặc biệt là sức khỏe, như chúng ta biết sức khỏe là một cái tài sản rất là quý giá đúng không ạ? Và đầu tư cho sức khỏe là một cái đầu tư, sự đầu tư rất là khôn ngoan. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể tìm được hoặc có cơ hội để mà chúng ta biết được đến những cái dòng sản phẩm tốt. Mặc dù là người ta, những cái khách hàng của chúng ta có rất là nhiều cái vấn đề khác nhau. Tuy nhiên để mà họ, trong cái quá trình mà họ tìm kiếm, họ loay hoay tìm ra những cái giải pháp để mà có thể là làm cho cái vấn đề của mình, khắc phục những cái vấn đề của mình, hoặc là họ có một cái hướng là họ muốn chăm sóc sức khỏe họ một cách chủ động, tuy nhiên thì họ cũng không có cái cơ hội mà tìm được những cái sản phẩm tốt. Vậy thì chúng ta bản thân là những người đại lý, những người được học kiến thức về sản phẩm rất là kỹ về từng cái USP sản phẩm cũng như là những cái ưu điểm để mà chúng ta có thể là tiếp cận và chúng ta có thể chia sẻ lan tỏa những cái sản phẩm tốt như thế này, đúng không các anh chị? Thì cái công việc này thật là giá trị. Và đặc biệt là đối với một trong những cái vấn đề á, thì có rất là nhiều cái giải pháp, đặc biệt là trong Ruby chúng ta thì cũng có khá là nhiều cái sản phẩm để mà hỗ trợ cho những cái vấn đề của khách hàng. Và đây là một trong những cái vấn đề có thể là bữa giờ chúng ta đã học rất là nhiều, chúng ta đã nghe rất là nhiều về những cái việc như là chúng ta làm thế nào để giảm cân hoặc là những cái vấn đề về sức khỏe khác. Tuy nhiên thì với cái tiệp khách hàng đó là tăng cân cũng như là những cái giải pháp hỗ trợ tối ưu cho những cái vấn đề về tiểu đường, những cái bệnh nhân tiểu đường nè, những bệnh nhân về xương khớp cũng như là những cái USB tối ưu cho những dòng sản phẩm mà anh Phạm Hoài Nam vừa chia sẻ cho chúng ta, đúng không các anh chị? Nó là một cái trong những cái sản phẩm rất là tuyệt vời, đã giải pháp là những cái giải pháp khắc phục lên những cái mà vấn đề mà mọi người đang 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 cần. Rồi, vậy thì chúng ta khi mà bắt tay vào tốt chiến, hoặc là đặc biệt là những anh chị mới chúng ta mới bắt tay vào kinh doanh cùng với Robby á, có thể là các anh chị cảm thấy là rất là nhiều cái sản phẩm mà chúng ta không biết chọn những sản phẩm nào, không biết đồng hành cùng sản phẩm nào để chúng ta có thể bắt đầu cái công việc kinh doanh của chúng ta ở Robby. Thì đây là một trong những cái line hàng mà các anh chị có thể lựa chọn. Chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái tiệp khách hàng khá là dồi dào. Như chị Thị Trần vừa phân tích cũng như là anh Phạm Bùi Nam vừa phân tích, và cái sự kết hợp giữa hai nhãn hàng này thì giúp cho chúng ta có được những cái tiệp khách hàng phải nói là rất là lớn. Hoặc là các anh chị chúng ta có những cái tiệp khách hàng rồi, chẳng hạn như các anh chị có những cái tiệp khách hàng về gia dụng, các anh chị có những cái tiệp khách hàng về mỹ phẩm này, hoặc là về hàng tiêu dùng, thì các anh chị cũng có thể upsell lên, cũng có thể tư vấn hỗ trợ, hoặc chúng ta có thể là khơi gợi thêm những cái nhu cầu mua hàng của khách hàng để chúng ta có thể đưa những cái sản phẩm, lan tỏa những cái sản phẩm giá trị từ cái hai cái nhãn hàng này đến cho mọi người, đến cho mọi nhà, đúng không các anh chị? Sữa thì không, sữa là một trong những cái sản phẩm mà phải nói là một cái nhu cầu từ con nít cho tới người lớn, ai cũng cần, lúc nào cũng cần, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy liệt kê một cái danh sách khách hàng ra, những cái đối tượng khách hàng, chẳng hạn những đối tượng khách hàng là những người tiểu đường nè, những cái đối tượng khách hàng là những người loãng xương nè, hoặc là những cái đối tượng khách hàng để chúng ta có thể sử dụng những dòng sản phẩm của anh Hoài Nam nè, những cái dòng sản phẩm là mất ngủ, hỗ trợ mất ngủ nè, rồi những cái khách hàng đang gặp vấn đề ví dụ như thiếu sắt nè, những cái khách hàng mà đang gặp vấn đề là đang cần thiết phải bổ sung những cái vitamin, nhóm tất cả những cái dòng sản phẩm đó, thì các anh chị có thể là tiếp cận và chúng ta có thể là tư vấn và lan tỏa đến khách hàng của chúng ta. Và để khởi động cho cái mùa tốc chiến thì chúng ta cũng đã vào cái mùa tốc chiến là được hơn 10 ngày, đúng không các anh chị? Và nếu như bữa giờ các anh chị đang lay hay với những cái lay hàng khác thì ngày hôm nay đây là cũng là một cái giải pháp để các anh chị có thể là tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta có thể là học tập kỹ hơn về những cái sản phẩm, chúng ta có thể là chúng ta tham gia vào những cái nhóm Zalo, những cái nhóm hỗ trợ ở trong cái khung chat của hai hai nhãn hàng trong buổi sáng ngày hôm nay các anh chị, để chúng ta tham gia những cái buổi học
những cái chương trình huấn luyện đào tạo cũng như là hỗ trợ cho các anh chị để chúng ta tập trung, chúng ta sẽ lên một cái danh sách khách hàng và chúng ta tìm cách chúng ta tiếp cận. Thì Thanh nghĩ là với cái hai cái lai hàng này thì chúng ta có thể có được những cái đơn hàng cũng như là chúng ta có thể phát huy được cái tối ưu cái đơn hàng dựa trên cái tiệm khách hàng chúng ta có sẵn. Và khi mà chúng ta đã nắm vững những cái kiến thức về sản phẩm, những cái USP, cái sự nổi trội của sản phẩm, thì Thanh nghĩ là bất kỳ một cái lai hàng nào cũng như đặc biệt là đối với cái lai hàng sữa Baba Milk và những cái sản phẩm như hồi sáng giờ chúng ta đã nghe, thì chúng ta đều có thể là chúng ta tiếp cận đến khách hàng một cách rất là dễ dàng. Tại vì ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy sản phẩm sữa thì chúng ta rất là tiện lợi, đúng không ạ? Và tính về bài toán kinh tế thì nó hoàn toàn tiết kiệm được tiết kiệm tiền nè. Chúng ta cũng có thể là chúng ta dễ dàng sử dụng, dễ dàng mang theo bởi vì nó là dạng gói, đúng không các anh chị? Và những cái sản phẩm đặc biệt là của nhãn hàng của anh Phạm Hoài Nam thì là với cái công nghệ tiên tiến, với một cái hiệu quả tối ưu. Ví dụ như là một trong những cái tính năng có thể là tan ở trong miệng nè, rất là dễ dàng cho những cái đối tượng là trẻ nhỏ, hoặc là mình có thể là kết hợp để chúng ta có thể là có những cái giải pháp để mà giúp đỡ cho khách hàng của chúng ta, đặc biệt là những cái đối tượng khách hàng như vừa nêu trên, thì chúng ta thấy là đây là một cái sự hiệu quả. Và các anh chị chúng ta cũng có thể chúng ta trải nghiệm để chúng ta có thể Thanh nghĩ thì đối với những cái vấn đề và đặc biệt trong chương trình sáng hôm nay thì ai ai cũng đang gặp phải, đúng không ạ? Nhà nhà người người đều gặp phải, và chúng ta có thể là xem trong gia đình chúng ta có thể là chúng ta chăm sóc tốt hơn về cái sức khỏe chủ động của chúng ta có thể là lên những cái đơn hàng để chúng ta trải nghiệm, tận dụng vào những cái chương trình khuyến mãi, tận dụng vào những cái chương trình sáng giờ chúng ta được nghe chia sẻ từ dược sĩ Thị Trần cũng như anh Phạm Hoài Nam, để mà chúng ta có thể là bắt đầu cái công việc đó là chúng ta phát triển hơn nữa và chúng ta phát huy tối ưu hơn nữa về cái đơn hàng đối với hai cái nhãn hàng này các anh chị ha. Và Thanh nghĩ là với cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ phía dược sĩ Thị Trần cũng như anh Phạm Hoài Nam thì chúng ta thấy là đây là một cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình rồi, thì chúng ta kết hợp với chúng ta tập trung vào nữa thì mọi người sẽ hỗ trợ chúng ta để chúng ta có một cái sự thành công trong cái việc kinh doanh ở đây. Và nếu như anh chị nào chúng ta chưa có tham gia vào cái nhóm hỗ trợ ở trong khung chat á, thì chúng ta hãy tham gia vô ha. Và anh chị nào chúng ta chưa điền cái link mini game thì chúng ta cũng tranh thủ mini game để sắp tới chúng ta chuẩn bị ở đây, đó là cái phần quay mini game để chúng ta cũng có cái cơ hội nhận những cái phần quà trải nghiệm, để chúng ta có thể có thêm được những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm để chúng ta tự tin hơn trong cái việc chúng ta lan tỏa các sản phẩm đến khách hàng. Và chúng ta hãy bắt tay ngay và chúng ta hành động ngay nha các anh chị ha, để mà chúng ta có thể là đưa đến những cái sự lựa chọn và chúng ta có thể là có cái kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn dược sĩ Thùy Trần cũng như là anh Phạm Hoài Nam rất là nhiều với cái phần chia sẻ sáng ngày hôm nay. Thì Thanh nghĩ là sau buổi sáng ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta cũng nhận được rất là nhiều giá trị, đặc biệt là những cái kiến thức mà chúng ta được nghe trong buổi sáng hôm nay, và chúng ta hãy tập trung chúng ta phát triển hơn nữa về cái hai cái lai hàng này nha các anh chị ha. Rất mong là bên phía dược sĩ Thị Trần cũng như anh Phạm Hoài Nam cũng sẽ đồng hành và có nhiều cái sự hỗ trợ hơn nữa cho các anh chị đại lý của chúng ta, trong team của chúng ta cũng như là các anh chị đại lý của Robby, để mà hai cái lai hàng của chúng ta trong sáng ngày hôm nay sẽ có một cái sự phát triển đột phá ở trong bứt phá về doanh số ở trong cái môi trường Robby này ạ. Rồi xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh chị em chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, và trong cái phần tiếp theo thì là một cái phần mà các anh chị đang chờ đợi ha các anh chị ha. Thanh xin nhường mic lại cho MC của chương trình để chúng ta có thể là tiếp tục cái phần hỏi đáp cũng như mini game ạ. Cảm ơn mentor Hà Thanh rất là nhiều với phần chia sẻ cũng như phần lên chiến lược trong cái thời gian tới, thì chắc chắn là các anh chị ngồi đây ngay từ hôm nay chúng ta sẽ bùng nổ doanh số không mọi người, đúng tinh thần của 90 ngày tốc chiến với sự chia sẻ của các nhà cung cấp cũng như phần là lên chiến lược trong buổi sáng ngày hôm nay, thì rất mong rằng các anh chị sẽ bùng nổ đơn, bùng nổ doanh số để chúng ta có những cái sản phẩm trải nghiệm cũng như là chúng ta sẽ lan tỏa được nhiều cái giá trị về hai cái lai hàng này ha cả nhà. Thì ở trong trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay có anh chị nào mà có câu hỏi gì thì chúng ta có thể đặt lên
sẵn đây có hai nhà cung cấp thì chúng ta sẽ được hỗ trợ. Những anh chị nào mà chưa vào các cái nhóm của các nhà cung cấp thì chúng ta ngay từ bây giờ chúng ta hãy vào các nhóm để chúng ta được hỗ trợ nhiều hơn và thường xuyên xuyên suốt trong quá trình chúng ta kinh doanh tại Robby. Và cái link để điền mini game sáng ngày hôm nay các anh chị điền đi ạ. Sáng nay chúng ta sẽ có hai phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ nhà cung cấp của chúng ta. Dạ, có ai đặt câu hỏi gì không ạ? Thơm vẫn chưa thấy các câu hỏi từ các anh chị. Chắc có lẽ là sự chia sẻ của chị Thùy Trần với lại của anh Nam thì mọi người đã nghe rất là thấu hiểu. Bây giờ chỉ có lên chiến lược để kinh doanh thôi mọi người. Lên chiến lược để kinh doanh, để trải nghiệm sản phẩm. Hay mình quay mini game luôn đi chị ơi ha. Vậy không để mọi người phải đợi lâu nữa thì ngay từ bây giờ chúng ta sẽ đến với cái giây phút mà ai ai cũng mong đợi, đúng không mọi người? Đó là chương trình mini game buổi sáng ngày hôm nay ạ. Dạ, chắc em nhờ hết. Dạ, mọi người đang rất là hóng. Vũ trụ sẽ gọi tên ai ạ? Em chắc em xin nhờ hot chia sẻ giùm em cái màn hình của mini game. Ok chị. Anh chị em chị thấy trong cái phòng chung của mình trong buổi sáng này có 48 anh chị, mà chị thấy là cái anh chị số lượng anh chị điện mini game có 36 chị sĩ con dành cho anh chị khoảng tầm 3 phút nữa để mình nhanh tay điện cái form mini game anh chị. Vậy là vẫn còn gần 10 anh chị chưa có điền vào cái form đúng không ạ? Chúng ta hãy điền để mình có cơ hội mọi người, vừa có sản phẩm trải nghiệm mà chúng ta có thể lan tỏa được yêu thương đến mọi người.